review cái nhà hàng này cho các bạn biết là chủ người Việt nha, nhưng mà nhân viên á là mễ là nhiều đông ha. Tối vậy mình nó đông, chủ nhật nó đông lắm á, không cho nên mình cũng đi làm ra rồi về đi luôn á. Chờ thôi, nhà hàng này hồi trước mình ăn á, hồi trước mình thấy ngon cho nên mình mới lại quay lại. Tại vì mình biết không, cái khẩu vị mà chủ Việt Nam làm cho nên nó hợp với mình hơn. Còn nhà hàng Mỹ thì cũng được, nhưng mà không, mình quen cái khẩu vị Việt Nam rồi cho nên đi ăn đồ khẩu vị Việt Nam thì nó ok hơn. Ok, đã tới rồi, giờ là để coi thử cái giá này, để bấm giá lên nè. Bây giờ nè. Nóng nha, nhìn tụng nóng á. Rồi, cho mẹ đi. Ăn lót tôm trước đi. Ăn đuôi tôm hùm trước đi, nhìn tụng. Lót coi cho nó rửa rồi. Mang bàn tay vô là xử ha. Ta đi. Đã không? Quất cái này trước đi. Đó. Rồi ngượng đuôi, tự xử đi. Dán đi. Đó, đây nè. Đó. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Cái cách sẵn rồi dân tộc. Cái chấm còn nên con không ăn cái chấm. Ba cái này theo sự thắng. Cái này là tí nữa quay ba cái ấy bỏ vô nhỏ lắm đó. Đó nè. Ăn về khỏi ăn cơm luôn. Cơm nước gì đó. Ngon nha mọi người, mình nói là nhà hàng này hàng hải sản ngon lắm, chất lượng. Nhà hàng chủ Việt Nam, chủ Việt Nam tên gì quên mất rồi, nhớ rồi. Cho nên là mình review cái nhà hàng này là ok. Sắp tới sẽ đi review các nhà hàng luôn. Chuyện tùm đi còn bữa nào cũng dẫn đi ăn uống. Đi hết nhà hàng luôn. Đây nó làm cho mình cũng tiện lợi, nó cắt ra làm hai nha, cũng dễ. Bữa nay do đi ra sớm đó, đi ra sớm cho nên mới dạy lên đây ăn được, chứ không giờ đây cầm cũng nghẹt hết. Mọi người thấy không, cầm nghẹt hết. Đi ra trễ là không có bạn làm, không có bạn ra. Ngon, đảm bảo ngon. Đi nhà hàng này mọi người không có lo lắng gì. Mình không mua combo nó nhiều lắm. Có hai quả trứng rồi bốn xúc xích rồi. Nhiều lắm, cho nên ăn cái nào cũng lấy cái đó thôi.
bắp này cũng ngon lắm. Quá ngon luôn. À, mọi người đỏ dần tăng này để 4 cái tivi. Giờ lại vô cái món chính của mình này, tại vì mình thích ăn cái con này nhất này. Đây. Thấy không? Con này nó bự. Điều cái ăn cái đuôi không à. Vậy xong. Đấy vậy xong. Cái đuôi thôi. Đó không đó. Để bỏ. Không cái nào mà. Càng dễ chứ đâu có gì đây. Anh vậy á. Ừ, thì bán. Cái càng quá vậy chứ mà trong không có gì hết á. Thì có chút xíu nha. Còn cái thông an cạn nó lên cái đùi rồi. Nằm cái đầu chút xíu vậy. Vậy bỏ cái đùi ra. Không nó làm cây cổ hay cây gì hết. Coffee này nó đã chứ còn bữa lên bán cho mình thêm cái chút xíu là ăn để chờ cho ngon. Đúng là lúc nào bán chứ bán nó ngon hơn. Ăn cái này đúng là dùng tụng. Cái đó ăn sâu. Ăn cái no mất tiêu rồi. Ngon rồi, bắp ngon. Kho phích là nhảy á. Đi cho bá ấy. Đó, vậy á. Hồi lần đầu tiên của em đâu biết ăn đâu. Học bài cũng xong. Cái đầu bị bỏ thì đâu có làm cho rồi nước nó thấm luôn. Nhưng tôi mà làm hồi trước ăn cái này nữa à.
con này phía đông đông ở con quê đông tại đông bỏ chưa bỏ hết rồi không có gì đó cảnh để ngon. Cái gan vậy nè, mà đâu ai mở nó là miếng ốc sọt phải không? Ốc sọt nè, không có thịt chứ ốc sọt, không có thịt gì hết không? Không có thịt chút xíu à? Mà thịt không có bao nhiêu hết á? Đây ở Việt Nam thì cấm nhập khẩu vô thì nó phá lắm. Đây nó phá. Đây là đặc sản Louisiana. Tới mùa là tới mùa anh được tư còn. Phao. Còn với đứa bạn nước năm phao đều chơi cái một combo nó có trứng rồi có bắp rồi có khoai lang rồi á nó nhiều quá ăn hết. Đó ăn nhà hàng này là mình thấy ok đó, mình review sơ sơ thôi để tối nên là mình thấy rất là đông. Tạm thời mình kết thúc video tại đây ha, rồi tập trung ăn uống đi. Nếu mà bạn thích ăn nhà hàng này á, nhà hàng này là nằm trong cái Mekong mới á, trong chợ Mekong mới nha. Rồi tí nữa mình sẽ địa chỉ mình sẽ để ở dưới. Ngon lắm. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.